Hôm nay tôi thực hiện dạy tiết 9-10 tuần 9 và cô giáo Phạm Thị Huế, giáo viên trường tiểu học thị trấn Bắc Hà sẽ dạy tiết 1-2 tuần 10 bài vần có âm đệm và âm chính, mẫu 2 oa. Tiết lập mẫu oa hướng dẫn học sinh cách làm tròn môi nguyên âm vần để tạo ra vần mới. Từ quy trình của tiết lập mẫu oa, giáo viên có thể ứng dụng với tất cả các bài làm tròn môi, vần. Mục tiêu của bài này như sau. Học sinh lập được mẫu oa, nêu được tên gọi thành phần trong mô hình mẫu oa. Phân biệt, ghi nhớ được mô hình mới, phần vần có hai âm. Đọc, viết được các tiếng từ có chứa vần oa. Với vị trí và mục tiêu như trên, để dạy tốt bài này, theo chúng tôi, cần lưu ý một số vấn đề sau. Một là giáo viên phải tuân thủ quy trình 4 việc. Hai là giáo viên phải làm mẫu thật chậm, tỉ mỉ, chính xác. Khi giao việc cần cụ thể, rõ ràng. Kết hợp sử dụng các ký hiệu, mệnh lệnh trong quá trình tổ chức tiết học. Ba là khi hướng dẫn học sinh vẽ mô hình, cần cho học sinh lưu ý vị trí của âm đệm trong mô hình. Bốn là giáo viên cần làm rõ và nhấn mạnh âm đệm được ghi bằng hai con chữ O và U. Hy vọng với những lưu ý trên, khi thực hiện bài này, các thầy cô giáo sẽ thành công. Cô chào cả lớp. Chúng mình nhìn sang trên bảng cô có gì? Cô mời Dương. À, rất tốt. Cô mời bạn Long. Cô mời cả lớp phân tích. Giỏi quá. Tiếng ba thuộc kiểu vần gì? Theo mẫu nào? Cô mời em. Chúng mình vào bài mới ngày hôm nay. Chúng ta có 1 phút để nhớ lại các nguyên âm đã được học. Sau đó nối tiếp mũ một bàn kể tên cho cô giáo một nguyên âm. Bắt đầu từ Duyên. Bây giờ cô giáo có các nguyên âm, cô giáo dơ đến đâu chúng mình đọc đến đấy giúp cô. Nhận xét hình dáng môi
cô khi phát âm. A. Cô mời Linh. Cô không chọn ạ. Cô mời một ý kiến khác em. Hai bạn trong cùng một bàn, chúng ta quay mặt vào nhau, nhận xét hình dáng môi bạn khi phát âm. Bắt đầu. Cô thấy chúng mình thảo luận nhóm rất tốt. À, cô mời nhóm của Linh. Cô mời bạn phát âm âm A. A. Bạn thấy hình dáng môi tôi như thế nào? Em không chọn. Khi ta phát âm nguyên âm A, hình dáng môi không tròn, cô gọi A là nguyên âm không tròn môi. Tròn môi và không tròn môi. Cô giao nhiệm vụ hai bạn trong cùng một bàn, chúng ta thảo luận nhóm đôi, sau đó chúng ta phân loại các nguyên âm thành hai nhóm. Thời gian thảo luận nhóm bắt đầu. Chưa đôi bảng đâu. Đúng rồi, một bạn. Hai bạn phát âm nhé. Em phát âm tiếp. Đúng rồi. Thời gian thảo luận nhóm đã hết. Cô mời nhóm của bạn Linh. Chúng mình dành cho nhóm của bạn Linh Ngọc Linh một tràng pháo tay. Rất là giỏi. Cô mời nhóm nữa. Cô mời nhóm Vân Anh. Rất tốt. Cô mời một nhóm nữa. Cô mời nhóm bạn Duyên. Rất là tốt. Và cô cũng đồng ý với kết quả thảo luận của các nhóm. Cô giáo cũng có các nguyên âm tròn môi. Và các nguyên âm không tròn môi. Cô mời cả lớp. Cô
giỏi lắm. Cô mời một bạn khác. Cô mời em. Giỏi lắm, cả lớp nói cho cô. Độ tròn môi nhỏ dần. 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 Bây giờ chúng mình sẽ sang việc tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ đi lập mẫu hoa cả lớp. Lập mẫu hoa. Rõ ràng hơn. Lập mẫu hoa. Nghe cô phát âm. A. Hoa. Khi cô phát âm A. Hoa. Hình dáng môi có gì khác nhau? Cô mời một bạn nữa, Linh. Rất tốt. Vậy thì khi cô phát âm hoa, em nghe được mấy âm? Đó là những âm gì? Cô mời cầm. Rất tốt. Âm nào đứng trước, âm nào đứng sau? Cô mời Vân Anh. Tôi đứng trước âm A sau ạ. Vậy thì khi mình muốn làm tròn môi nguyên âm không tròn môi A, à, em làm như thế nào? Cô mời Linh. Em thưa cô, ta phải việc lấy âm A chữ âm A. Rất tốt, cô mời Dương nhắc lại. Em thưa cô là muốn làm tròn môi âm A, ta chỉ việc thêm âm O với môi chữ A. Muốn làm tròn môi một nguyên âm không tròn môi, ta chỉ việc thêm âm tròn môi vào phía trước. Muốn làm tròn môi một nguyên âm không tròn môi, ta chỉ việc thêm âm tròn môi vào phía trước. Muốn làm tròn môi một nguyên giỏi lắm. Cô mời các bạn nối tiếp nhau, mỗi bạn làm tròn môi một nguyên âm cho cô theo hàng dọc, bắt đầu từ Duyên. Cô hỏi Ngân, ư có làm tròn môi được không? Không ạ. Rất tốt. Cô mời hỏi bạn Trâm này, ư có làm tròn môi được không? Rất tốt. Giỏi quá. Cô cảm ơn các bạn. Tổ 1 nhắc lại.